thì đây chính là một cái điều đặc biệt và các bác có thể nhờ nó mà các bác dễ dàng kết nối với mọi người hơn. Hello, xin chào các bác nhá. Hôm trước thì anh em Sơn đã giới thiệu với các bác về một cái dòng cây, đó là cây gỗ cẩm thị, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì Sơn muốn mang tới cho các bác một cái món quà vô cùng đặc biệt nữa. Đó là được chiếc vòng được người nghệ nhân tạo ra từ cái cây gỗ cẩm thị đó, và hoàn toàn là tiện bằng tay, 100% thủ công bằng tay các bác ạ. Kể cả là những cái đường kể cả là những cái chỉ sâu này cũng được sâu bằng bằng tay. Và anh em Sơn thì tiện thành một chiếc vòng ở đây là vòng đốt trúc. Thứ hai nữa là anh em Sơn có một vòng là vòng hạt tròn ở đây, để các bác có thể đa dạng lựa chọn giữa hai vòng loại vòng này. Và chiếc vòng này thì nó giúp cho các bác điều gì ạ? Chiếc vòng này đầu tiên mang vào ấy, thì nó sẽ giúp cho các bác có một cái điểm gì đấy khá là đặc biệt so hơn so với những người khác. Và nếu các bác tham gia những cái câu chuyện, các bác tham gia những cái câu chuyện kết nối, thì đây chính là một cái điều đặc biệt và các bác có thể nhờ nó mà các bác dễ dàng kết nối với mọi người hơn. Vòng này được làm từ dòng gây gỗ cẩm thị, là một dòng gỗ quý thuộc nhóm 1A, và đây là được mệnh danh là vua của gỗ cẩm. Vậy nên là các bác hoàn toàn có thể xem nó như một cái món để sưu tập, để có thể gia tăng giá trị cho cái thú chơi của mình, để trang điểm cho mình, hoặc các bác có thể dùng để các bác có thể tặng quà cho những người thân, cho những người thân yêu của mình, hoặc các bác có thể là dùng để tặng cho đối tác kinh doanh nếu các bác muốn. Và anh em Sơn thì ngoài ra thì anh em Sơn còn trang trí thêm cái hộp để có thể đựng cái vòng này, để các bác có thể nâng niu thêm cái phần quà dành tặng cho mọi người hơn nữa. Và nếu các bác muốn đăng ký cái vòng này, thông thường ở bên ngoài các bác có thể mua với nó với trị giá ít nhất đâu đấy cũng phải khoảng 800 cho đến 900 nghìn một cái chiếc vòng như thế này. Tuy nhiên rằng ngày hôm nay thì các bác sẽ được nhận một phần ưu đãi đặc biệt của anh em Sơn với trị giá chỉ là 499 nghìn cho một chiếc vòng như thế này. Và các bác hoàn toàn yên tâm bởi vì các bác có thể đổi trả miễn phí trong vòng 1 tháng nếu các bác cảm thấy không đúng như các bác muốn hoặc không đúng như cam kết. Và rất là cảm ơn các bác đã xem video này. Nếu muốn thì hãy ấn vào đường link ở bên dưới để đăng ký chiếc vòng này dành tặng cho mình hay cho người thân, cho đối tác của mình. Rất cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Xin chào.